Rồi, xin chào các bạn, mình mới từ đảo Cô Lam về đến trung tâm Bát Tà Gia. Mới một cảnh tượng, mới bước lên trên cầu cảng của Bát Tà Gia mà mình nói thiệt con mình chóng váng rồi các bạn ơi. 8.000 người ở cầu cảng này nhưng mà còn người Trung Quốc thôi. Quá đông rồi, mình không hiểu nổi luôn. Bây giờ này nó tập trung ở đây mình làm cái gì mình không biết. Có thể là nó đi ăn ra ngoài thế. Ăn mà du thuyền ở ngoài ngoài mặt biển các bạn. Tự bị phụ phụ chiến rồi, chứ không phải phải. Phải phải phải. Bây giờ lô 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 xô đây này. Được rồi. Hết tấp này tới tấp khác. Hết ấp này tới ấp khác các bạn ơi. Cái này mà kêu mình đếm chứ mình đếm tới mai chưa hết nữa. Nói thiệt là quá đông rồi, quá đông người Trung Quốc rồi. Nay mình sẽ đi phố đi bộ nha, để thưởng thức cái không khí của Pattaya, để nằm toàn bộ ở cái phố đi bộ đấy các bạn.